Chim cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn. Và các bạn đang thấy ở đây là một chiếc lồng họa mi mình sưu tầm được, hàng rất là kỹ, sử dụng qua nhiều năm rồi và đến thời điểm này nó vẫn rất là đẹp. Và các bạn đang nhìn thấy ở đây lồng của nghệ nhân nhé, rất đẹp. Sàn là sàn gỗ mít già luôn, rất là cứng, tốt. Đục đồng tiền ở phía trong này. Ôi trời ơi, tại sao trong nhà của mình toàn là đồ con gái, con chị đẹp tiền lão quá vậy? Móc theo lồng luôn, móc đồng, đồng cao. Cảm ơn tất cả các bạn luôn luôn ủng hộ kênh Chim Cảnh Đất Việt cũng như là Facebook Chim Cảnh Đất Việt, Cám Chim Đất Việt. Bạn của sinh viên ta cũng chạy.